kiếm sau mít. Nó là tiếng còi và trọng tài xác định có đá penalty trong các đường chơi đá bóng iPhone. Rồi rất rõ ràng để mở tỷ số sớm cho các đường chơi đá. Đá phạt của Chí Nghệ rất chính xác, 1-0 cho cao thủ trẻ đẹp. Với Chí Nghệ thì rất dễ dàng ở trên chấn phạt đền.